Mọi người nhá, mọi người biết món bánh đông xương mọi người, cái món mà hot rầm rộ mấy tuần nay ấy. Đó, cái món đấy là khá là hot rồi, nhưng mà hôm nay mình có ý định là đi mua và ăn thử. Cũng không biết là có ngon hay không, nhưng mà cứ mua thử đã. Bây giờ cùng mình đi mua nhé mọi người ơi. Few moments later. Hello, cuối cùng thì mình đã mua một chiếc bánh đông xu về nha mọi người nha. Với lại mua thêm cả bánh được tặng thêm cả nước. Nước này chắc là nước gì ấy mình không biết đấy. Ngửi thấy khá là thơm mọi người ạ. Đây nha. Nóng phết vừa ra lò mà. Đây nhân vật chính nha. Nóng á. Lúc nãy mình có hỏi cô bán hàng thì cô bán hàng bảo đông lắm không kiểm soát nổi số lượng bán ấy. Mình cũng có xin phép cô quay trước rồi nên là không phải lo nha mọi người. Thơm lắm. Xong thì bây giờ mình mua tại vì lúc trước nó hot ấy, mình khá là đông. Đợi chen hàng mãi không chen được nên là mình thôi bỏ cuộc. Về đợi nó hết hot chen thì bây giờ mình sẽ mua và ăn được. Trên cái bánh này thì ghi đồng xu của Hàn Quốc nha. Đây đồng xu của Hàn Quốc nha. Bây giờ là tiết mục quan trọng nhất. Dậy đi. Đấy nha mọi người ơi. Hôm nay theo cảm nhận nó không hiểu. Và đây. Oh my god. Phô mai khá là dai ấy. Ăn thử phô mai được không? Cảm nhận như nào nhỉ? Nó mặn mặn ngọt, ăn khá là vui. Mời mọi người nhé. Cái này có vị ngọt của bột với pha với vani với trứng như nào đấy. Phô mai khá là mặn. Mời mọi người đi. Ăn khá là ok phết mọi người ạ. Đây mình kéo thêm nó có ra phô mai không nha. Chưa gì đã đứt rồi mọi người. Này. Đây nha mọi người ơi, phô mai ấy nha. Kiểu nó nguội ấy. Kiểu nó nguội ấy, không kéo được ấy. Mọi người đây nhìn nó còn đáng sao nha, nó hơi bừa, mình chưa dọn được. Đây nha. Kiểu phô mai này nó hơi mặn ấy. Đây mình sẽ test thử nước của người ta tặng kèm như thế nào nhé. Không ăn nữa à? Đấy nha mọi người ơi. À nước này nước nào? Uống thử đi. Hơi nhạt một tí. Ừ, con này hơi nhạt. Đây vừa ăn vừa uống. Đây còn đúng phần này nên mình kéo nó được không nha. Mời mọi người phát nữa nha. Chiếc bánh đông xu này mình mua với giá 25.000. Ăn cũng khá là vừa túi. Cảm ơn cô bán hàng thân thiện. 9 trên 10 nha. Tại nước nó hơi tân nước tặng kèm hơi nhạt. Khá ngon đấy. Còn sao ăn nữa không? Không. Ngay cho mình nữa.
nhiều chỗ bán, cũng có nhiều chỗ bán cạnh cái chỗ mình mua ấy. Đây cũng là lần đầu tiên mình mua nên là mình không biết quán nào nó ngon, nên là mình bị chọn bừa ấy. Để lần sau mình tìm một quán nào đấy nó có vị ngon hơn một xíu thì mình sẽ quay cho mọi người phát nữa nha. Mời mọi người uống nước nha. Biết sao nó nhạt rồi, tại nó ăn cái vỏ bánh này nó ngọt, không biết là nó nhạt nào là không biết. Nó thấy nhạt đấy, tại vì ăn cái bánh này này nó ngọt nên mới nhạt này. Cho hết à, được đây. Tụi hết rồi mà mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem nha. Nhớ like và subscribe, chia sẻ cho mình nha. Bye bye.